Vâng, chào các bạn. Vậy là hôm nay đã là 30 Tết rồi, sắp sang năm mới rồi. Và hôm nay là ngày cuối cùng của năm thì chỉ còn duy nhất mình tại văn phòng TeamView để có thể chia sẻ với cả anh em trong video ngày hôm nay. Đi ra cho ta thu. Vâng, vậy là cũng sắp sang năm mới rồi. Thì xin chúc anh em đang xem video này sẽ có một năm mới thật là vui vẻ này, thật là hạnh phúc này. Và một điều rất là quan trọng đó chính là anh em sẽ có được cho bản thân mình những cái sự lựa chọn sáng suốt nhất khi đang mua những sản phẩm công nghệ. Và đó cũng chính là lý do vì sao mà video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với cả anh em cách lựa chọn laptop gaming đúng đắn đầu năm 2020 nhá. Khi mua laptop ấy, có một điều mà các bạn cần tránh đó chính là đừng chỉ nhìn vào mỗi hiệu năng, thông số cấu hình hay là nhiệt độ. Laptop mà, có phải desktop đâu. Các bạn phải nhìn tổng thể chiếc máy đó, từ màn hình, bàn phím, thời lượng pin, chất lượng hoàn thiện. Nhưng mà nói gì thì nói thì hiệu năng vẫn là một yếu tố rất là quan trọng khi các bạn đi mua laptop gaming. Vì vậy thì mình sẽ bắt đầu với việc chọn cả đồ họa đầu tiên. Trong khi một số game hiện nay vẫn sử dụng rất là nhiều tài nguyên của CPU, ví dụ như là CSGO này, nhưng mà phần lớn những tựa game còn lại thì đều dựa vào GPU mà sống. Hiện nay thì các hãng đã trang bị cho những chiếc laptop của mình rất là nhiều option cả đồ họa khác nhau, từ 1050 này lên đến 1650, 1660 Ti này, RTX 2060, rồi AMD chúng ta cũng có option với Radeon RX 5500. Mình thấy rằng việc chọn cả đồ họa như thế nào chưa bao giờ là dễ đến thế. Ở thời điểm này thì chỉ cần bỏ ra số tiền là từ 22 cho đến 25 triệu đồng thôi là các bạn đã có thể mua được cho bản thân mình những chiếc laptop được trang bị card GTX 1650 rồi. Và nó sẽ giúp anh em chiến được gần như mọi game khủng, với FPS loanh quanh được vào khoảng là 60 với setting từ medium cho đến high. Từ phía AMD thì chúng ta cũng có card Radeon RX 5500 trên chiếc MSI Alpha 15 mình đang có đây. Và đây cũng là chiếc máy khiến cho mình hài lòng nhất với 25 triệu đồng. Chưa hết, năm nay thì có rất là nhiều hãng chơi lớn đưa cả GTX 1660 Ti sức mạnh gần tương đương với cả GTX 1070 xuống phân khúc phổ thông. Đại diện tiêu biểu nhất đó chính là chiếc máy MSI GF65, chỉ 26 triệu đồng thôi, anh em đã có 1660 Ti màn 120Hz rồi. Hay là nếu mà anh em thích Acer thì cố thêm một chút nữa lên Nitro 5 1660 Ti 30 triệu, hay là Asus Strix G531 31 triệu đồng. Tiếp theo, với ngân sách nhiều hơn thì bây giờ anh em sẽ tiếp cận được với những chiếc laptop được trang bị dòng cả đồ họa RTX. Và option mà mình vẫn luôn chọn ấy, đó chính là RTX 2060. Nó cân bằng được giữa mức giá và hiệu năng. Dù sao thì mua những chiếc máy được trang bị RTX 2060 hiện nay vẫn là một sự đánh đổi. Đánh đổi lấy hy vọng rằng trong năm 2020 sẽ có nhiều game được hỗ trợ Ray Tracing, đem lại trải nghiệm chơi game chân thực hơn, mượt mà hơn. Nhưng mà những chiếc laptop được trang bị RTX 2060 ấy có mức giá vừa đủ để chúng ta có thể chấp nhận đánh đổi. Nó có mức giá vào khoảng là từ 30 cho đến 40 triệu đồng. Nhưng mà bây giờ các bạn mua những chiếc laptop cao hơn đi, RTX 2070 Max-Q, RTX 2070, 2080, thì mức giá của những chiếc máy đó quá cao. Và đó chưa phải là sự lựa chọn của mình ở thời điểm hiện nay. Xong GPU, như vậy là đến bây giờ các bạn đã giải quyết được xong 70% về mặt hiệu năng rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến một thành phần quan trọng tiếp theo, đó chính là CPU. Nếu mà các bạn làm đồ họa nhá, thì các bạn nên chọn một CPU 6 nhân, ví dụ như là i7-8750H hay là i7-9750H cho nó thoải mái. Còn nếu để chơi game thì hầu hết các tựa game hiện nay thì đều tối ưu nhiều nhất là 4 nhân mà thôi. Và combo đó chính là i5-9300H cộng với cả đồ họa là GTX 1660 Ti. Đó chỉ là combo best choice, best choice ở thời điểm hiện nay. Có lẽ là mình chỉ nên nói đến đây nếu như đây là giữa năm 2019. Còn bây giờ sắp sửa sang năm 2020 rồi thì AMD vừa có một sự comeback cực kỳ mạnh mẽ với những dòng CPU hiệu năng cao, cấu hình 6 nhân cũng có mà 8 nhân cũng có. Vì vậy thì nếu mà bạn không quá vội, các bạn muốn chờ đợi những điều ngon nghẻ hơn nữa thì hãy đợi vào khoảng là 3-4 tháng nữa. Khi đó thì nhiều khả năng Intel cũng sẽ ra mắt một CPU mới tiến trình tối ưu hơn. Và CPU đấy dự kiến sẽ có tên là Tiger Lake. Về RAM, các bạn hãy lựa chọn dual channel, có nghĩa là lắp hai thanh giống nhau để tối ưu về mặt hiệu năng. Không thì ít nhất thì hãy lắp 8GB nhá. Còn SSD thì gần như là một sự lựa chọn bắt buộc ở thời điểm hiện nay rồi. Xong cấu hình, bây giờ sẽ là những gợi ý để cho các bạn lựa chọn màn hình nhá. Nếu muốn chơi game mượt, hãy ưu tiên những màn hình có tần số quét cao. Bây giờ laptop gaming phổ thông cũng được trang bị 120Hz rồi.
và hai cái tên điển hình đó chính là GF65 và Strix G531 đấy thôi. Và mình nghĩ rằng màn hình 120Hz sẽ là tiêu chuẩn của laptop gaming trong năm 2020. Vì vậy thì nếu mà bạn muốn có được những cái trải nghiệm game thư giãn thì mình nghĩ rằng bây giờ bỏ qua option màn hình 60Hz được rồi đấy. Còn về độ bao phủ màu sắc thì thực sự rằng nó không ảnh hưởng đến quá nhiều trải nghiệm chơi game của bạn đâu, bởi vì màu sắc của game vốn dĩ nó đã rất tươi rồi. Bàn phím cũng chính là một trong những thành phần ảnh hưởng rất là nhiều đến trải nghiệm chơi game. Và bản thân mình thì sẽ luôn ưu tiên những cái bàn phím có hành trình 1.5mm trở lên. Hay là các bạn mua những cái chiếc bàn phím nào có hành trình 2mm, ví dụ như VGS chẳng hạn, VGS Imperium, thì trải nghiệm nó còn sướng hơn nữa. Ngoài ra, một số công nghệ trên bàn phím mà các bạn cũng nên cân nhắc, ví dụ như là đầu tiên macro key. Những cái phím macro key để cho phép các bạn lập trình một loạt những cái combo phím gói gọn vào trong một phím mà thôi. Hoặc nếu mà không có macro key thì ít nhất cái bàn phím đó nó phải hỗ trợ NKeyRover, có nghĩa là nó sẽ nhận được nhiều phím cùng một lúc. Đây đều là những yếu tố ảnh hưởng rất là nhiều đến quá trình và cũng như trải nghiệm kết quả trận game của anh em. Ok, đó chính là những gợi ý của mình về việc là đi mua laptop gaming nửa đầu năm 2020. Ở thời điểm này ấy, sẽ là tốt hơn nếu các bạn đi mua những chiếc laptop đã được giảm giá, có mức giá hấp dẫn. Còn nếu mà những cái sản phẩm nào vẫn giữ nguyên giá ấy, mức giá chưa thực sự hấp dẫn các bạn ấy, thì đừng vội vung tiền ra. Hãy chờ đợi một vài tháng nữa thôi, các hãng sẽ tung ra một loạt những chiếc laptop mới với chip mới và cả các đồ họa mới nữa. Các bạn hãy cùng chờ nhá. Ok, hy vọng rằng các bạn sẽ cảm thấy video này hữu ích. Và một lần nữa, chúc các bạn có một cái Tết vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Còn bây giờ thì về nhà ăn Tết thôi. Bye bye.